ở nhà vợ con mà báo về ha, không mà nói thôi tôi gắt mắt, thôi xin lỗi. Làm sao mà Trung có thể lôi được họ trong cái đống đá, nó hay thiệt. Không biết lúc đó sao mà Trung ta 68 kg, mà không biết lúc đó tại sao mà khi cưa vừa xong, cái tiếng máy cưa vừa bóp ra thì nghe Trung nó thở. Mình nghĩ là nó còn thở thì lúc đó nó đầu kê da vô, cứ giác đại thôi chứ cũng đâu biết nó bị gãy ba sườn. Giờ có một cái người chồng mà lúc nào cũng nghĩa hiệp như vậy, cô có lo không? Lỡ mai mốt có chuyện gì ông lại tiếp tục ông vô ông cứu nữa, có lo không? Không, tại nhà Trấn Thành nói vậy chứ cô mong là từ đây chứ sao không còn như vậy nữa. Cho phép tụi con là cô chú đang khó khăn cái gì, bất kể cô chú nói con với anh Linh sẽ hỗ trợ cho cô chú cho cuộc sống nó thoải mái hơn một chút xíu.